Nè thằng hai nè. Dạ em nghe anh Út. Sắp tới mày được ân xá trước anh. Dạ. Cho nên về á, ráng mà lo cho gia đình cho nó ổn thỏa ha. Dạ. Ủa sao mày đen quá vậy? Tại vì tôi bị nhốt trong bóng tối á. Ở tù thường ta không tiếp xúc với ánh sáng thì ta sáng chứ. Bậy rồi, tôi bị bóng tối nó ám. Nhưng mà đã một cái là ở dưới đó tôi có cái sức mạnh ghê lắm. Sức mạnh gì? Khiến người khác xui xẻo. Giỡn hoài. Anh tin được không? Sao tin được chứ giỡn. Phạm nhân Vinh Râu vừa được xác nhận tăng thời gian thụ án thêm 2 tuần. Hên đó, 2 tuần là hên đó nha. Ý lộn, 2 tháng. Tại mày á, đụng tao chi cho lên 2 tháng vậy? Chính xác là 2 năm. Đó, đúng hay không? Chúc mừng. Đủ rồi, 2 năm đủ rồi. Anh đừng đụng em. Anh đụng em nhiều khi là hết hạn ân xá luôn, là chết em luôn á. Em về lo gia đình. Gia đình mình à, rồi ấy đi sớm về sớm nha. Dạ dạ dạ. Ê chứ cái gì? Hình như là cái câu mà đi sớm về sớm là mình đang ngồi trong đây mình nói là nó không đúng á. Thôi câu đó đó anh hay, anh Út hay dặn em hai mà. Ở nhà mình á, đi bán ma túy sớm về sớm cho nó suôn sẻ mà. Còn bây giờ là đi là về luôn, hy vọng cho em về luôn đi. Đi luôn về luôn đi. Dạ đúng rồi, đi luôn. Dạ. Không có quay trở lại nữa. Mừng cho thằng cu ha. Tòa xác nhận Vinh Râu kết án 20 năm tù giam. Về đây hả? Phạm tội hiếp dâm. Rồi lao ra được thì sống cho đàng hoàng đi. Hiếp dâm. Chú phải thông cảm cho nó chứ. Mà hiếp dâm ai vậy? Chị dâu. Ấy, nhà nhà có mấy anh em? Nhà có 2 anh em. À, là Khứa này là anh Út của mày. Đúng rồi. Mày là em hai của Khứa này. Mà mày hiếp dâm chị dâu. Đúng rồi. Mày hiểu rồi. Đúng là ra ngoài này không khí trong lành ha, lành ha. Đương nhiên, chắc hẳn trong tù. Đúng rồi, chứ giống trong tù, ở trong tù rồi, ở đây ra đây làm chi ba. À, mà ra tù rồi anh lành làm gì? Chắc tao phải về thăm gia đình tao trước tiên. Về thăm gia đình hả? Ừ. Vậy chắc em cũng phải về đoàn tụ gia đình á. Con Khá. Dạ anh Khá, có gì gọi cho em. Anh hai. Trời, thằng Út, mày về hồi nào vậy? Thằng Út, mày đi đâu vậy? Dạ, để kể cho nghe. Chuyện là vậy, cái ngày em được ra á, em có hứa với bạn là sẽ về đoàn tụ gia đình. Cho nên là em nghe tin anh ở đây á, em giật đồ chạy vô đây đoàn tụ. Vậy là mày tìm mọi cách để mày vô tù đoàn tụ với anh hai đó hả? Dạ, em thương anh hai lắm. Ừ. Ủa mà anh hai vô nào vậy? Tao vô cái lúc mày ra tù á. Gì đó vậy? Mà làm gì mà vô? Anh buồn ma túy. Trời ơi, tội này nặng lắm à. Ủa mà anh bán cho ai vậy? Cho ba. Ba. Chuyện là gì? Ba với anh hai con lúc đầu sống rất là lành mạnh. Nhưng mà ba chồng ma túy. Ba giao cho anh hai con để đem đi bán. Đến một ngày nọ ba cảm thấy ba thiếu thốn ma túy quá. Ba kêu thằng hai giao ma túy ngược lại cho ba. Đến ngay cái ngày đó thì công an ập vào bắt cả ba với thằng hai. Ê, vậy là coi như mà gia đình mình đoàn tụ rồi.